đang bị áp bức, ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù tội. Vinh phúc cho ai có tinh thần nghèo khó trong đời, vì phúc nước trời khóm cuối, luôn yêu chuộng những bậc chính nhân và thương giúp cho người kiều quý. Trợ giúp người quá đơn côi và mưu đồ những bọn gian dối, muôn muôn đời vương quyền tối cao, nào si ơn Chúa người hiện chi. Thần thánh hay ca khen
dành Chúa muôn đời. Chúa